Cái tòa nhà này rất là đẹp à. Đó. Đây là Đó, khu này, cây nó khu vui mọc chơi ngay gì, trên lâu tường. đài gì đó, không phải lâu đài tình ái các bạn nhé. Chị thích cái cây nó mọc trên tường này bảo. Đó. Đây là tiệm bánh Porto nhé. Đây, tiệm này là tiệm bánh rất là nổi tiếng ở miền Tây, bờ Tây nước Mỹ. Bờ Tây nước Mỹ Đây, chữ thì miền miền Tây Tây là sang thì Texas rồi. mang cả bác sang miền Tây sang đây. Bạn có biết không, Rosa Porto là một nữ doanh nhân và thợ làm bánh người Mỹ gốc Cuba. Bà chính là người sáng lập chuỗi cửa hàng Porto Bakery and Cafe ở Nam California. Chuỗi cửa hàng Porto Bakery được ra đời từ tình yêu của bà Rosa Porto, muốn chia sẻ những chiếc bánh và bánh ngọt tuyệt vời của cô ấy với bạn bè và gia đình. Tiệm bánh lớn nhất ở Cali đấy. Tiệm bánh và cà phê 85 độ C là một chuỗi cửa hàng bán lẻ quốc tế của Đài Loan, chuyên bán cà phê, trà và bánh ngọt, cũng như các món tráng miệng, sinh tố, nước ép trái cây, đồ lưu niệm và các sản phẩm làm bánh. Tôi rất thích loại bánh ngọt này vì nó không ngọt lắm, rất phong phú về hương vị và rất mềm. Khi ăn, tôi có cảm giác như miếng bánh tan chảy trên lưỡi của mình vậy. Khi nào có dịp, bạn hãy ghé thăm hai tiệm bánh này nhé.